còn trên 100 năm rồi. Ôi, mẹ đến được 1000 năm nữa rồi. Ra đây. Ra nó lưu truyền cho mọi mỗi nhà để một tí chứ. Vào đi, cứ đi đi. Dạ vâng. Cuối cùng con này kiểu nhất, cả nhà đi suốt đất nước. Thế, chủ nhà mà đấy. Chủ nhà mà đấy. Chủ nhà mà đấy. Thế đấy, con đứng sáng rồi, con không gọi đâu. Con đứng sáng rồi, nghe đâu phải gấp thôi. Bây giờ con nghe cái giờ đâu. Chủ nhà là thế chứ. Chủ nhà là em quay hai lần. Cái nhà là vui rồi, không phải ăn. Chị vừa đấy là chị vào sau đúng không? Ok, chào được các bạn. Nhưng mà bây giờ mới được ghi hình. Ông Lộc ơi, hôm nay bộ phim này cháu đăng lên mạng đấy. Cháu đăng lên, nếu mà họ đăng lên xong là thông báo cho họ hàng nhà mình, họ hàng nhà mình xem là mình nhận được tiền. Anh em và ông cháu cái buổi hôm nay là ông cháu gặp nhau, anh em gặp nhau. Ông Lộc ơi, hôm nào cháu lên đây cháu câu cá nhá ông, xong cháu đặt tên của kênh là ông Lộc Vlog. Thế là lại kiếm 5 nút vàng của tôi. Hôm vừa rồi bà Tân Vlog là được lên 5 nút vàng Việt Nam. Vâng. Năm nút vàng là người kiếm tiền ai nhất đây đúng không? Ông không phải, nhiều người xem nhất, chứ còn chưa nói đến tiền. Tiền thì có thể là chưa chắc đã nhiều, nhưng mà là nhiều người xem nhất. Bây giờ 2.800 người đăng ký của bà. Đấy, hôm vừa rồi lên chương trình Người Bí Ẩn đấy, thì trong đó có bà Tân Vlog. 5 người đứng thì không biết là ai. Ở đâu ấy? Bà Tân Vlog thì bà có con trai của bà ấy làm cũng nó là Hưng Vlog. Vâng. Ông ấy